về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào các con, ngày hôm nay cô rất vui khi tiếp tục được quay trở lại để hướng dẫn các con làm bài tập về thương có chữ số 0. Vậy thì bây giờ các con hãy nhanh tay chuẩn bị giấy nháp, bút và các đồ dùng học tập khác, mở sách giáo khoa trang 85 để cùng cô làm các bài tập các con nhé. Bài tập số 1 của chúng mình có yêu cầu đặt tính rồi tính, và ở đây cho chúng mình hai phần, phần A và phần B. Mỗi phần gồm có 3 phép tính. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau đi thực hiện từng phần. Phép tính đầu tiên của phần A đó là 8.750 chia cho 35. Cô lấy 87 chia cho 35, được thương là 2. 2 x 5 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 2 x 3 bằng 6, nhớ 1 bằng 7. 87 trừ đi 70. 7 trừ 0 thì bằng 7. 8 trừ đi 7 thì bằng 1. Cô hạ chữ số 5. 175 mà chia cho 35 thì chúng mình nhẩm tính sẽ được thương là 5, đúng không ạ? 5 x 5 bằng 25, viết 5 nhớ 2. 5 x 3 bằng 15, nhớ 2 bằng 17. 175 trừ đi 175 là hết. Cô hạ chữ số 0 xuống. 0 chia cho 35 thì bằng 0. 0 x 35 thì vẫn bằng 0. 0 trừ 0 là hết ạ. Chúng mình chuyển sang phép tính thứ hai. Cô có 23.520 chia cho 56. Cô lấy 235 chia cho 56 thì chúng mình nhẩm tính được bằng 4 lần. 4 x 6 bằng 24, cô viết 4, nhớ 2. 4 x 5 bằng 20, cô nhớ 2 thì bằng 22. Cô lấy 235 trừ đi 224. 5 trừ 4 bằng 1, cô viết 1. 3 trừ 2 bằng 1, cô viết 1. 2 trừ 2 là hết. Cô hạ chữ số 2 xuống. 112 chia cho 56, chúng mình được 2 lần. 2 x 6 bằng 12, cô viết 2, nhớ 1. 2 x 5 thì bằng 10, nhớ 1 bằng 11. Cô lấy 112 trừ đi 112 bằng 0 ạ. Cô hạ chữ số 0 xuống. 0 chia cho 56 thì cũng bằng 0. 0 x 56 thì bằng 0. 0 trừ đi 0 là hết ạ. Chúng mình chuyển sang phép tính cuối cùng của phần A. Cô có 11.780, cô chia cho 42. Cô lấy 117 mà chia cho 42 thì chúng mình sẽ nhẩm tính được là 2 lần. 2 x 2 bằng 4, cô viết 4. 2 x 4 bằng 8, cô viết 8. Chúng mình lấy 117 trừ đi 84. 7 trừ 4 thì bằng 3, cô viết 3. 1 không trừ được 8, cô mượn 1 chục. 11 trừ 8 thì bằng 3, cô viết 3, trả 1. 1 trừ 1 là hết, cô hạ chữ số 8 xuống. 338 chia cho 42, chúng mình nhẩm tính được bằng 8 lần. 8 x 2 bằng 16, cô viết 6, nhớ 1. 8 x 4 bằng 32, nhớ 1 bằng 33. Cô lấy 338 mà trừ đi 336 thì chúng mình còn 2, đúng không ạ? Cô hạ chữ số 0 xuống. 20 chia cho 42 thì được thương bằng 0. 0 x
42 thì vẫn bằng 0, 20 trừ đi 0 thì bằng 20. Như vậy phép chia này có số dư bằng 20. Cô và các con sẽ cùng nhau viết câu kết luận. 11.780 chia cho 42 thì sẽ bằng 280 và dư 20 ạ. Chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang thực hiện các phép tính của phần B. Phép tính đầu tiên của phần B đó là 2.996 chia cho 28. Cô lấy 29 chia cho 28 thì được 1. 1 nhân với 28 thì vẫn bằng 28. 29 mà trừ đi 28 thì còn 1. Cô hạ chữ số 9. 19 chia cho 28 thì 19 đang nhỏ hơn 28 đúng không nào? Nên thương chúng mình nhận được sẽ bằng 0 ạ. 0 nhân 28 thì vẫn là 0. 19 trừ đi 0 thì bằng 19. Cô hạ chữ số 6. 196 chia cho 28, chúng mình nhẩm tính thì sẽ bằng 7 lần. 7 x 8 bằng 56, cô viết 6 nhớ 5. 7 x 2 bằng 14, nhớ 5 thì bằng 19. 196 trừ đi 196 là hết ạ. Chuyển sang phép tính thứ hai, cô có 2.420 chia cho 12. Cô lấy 24 chia cho 12, chúng mình dễ dàng nhẩm tính ra được thương bằng 2. 2 x 2 bằng 4, viết 4. 2 x 1 bằng 2, cô viết 2. 24 trừ đi 24 là hết. Cô hạ chữ số 2 xuống. 2 chia cho 12 thì được thương bằng 0. 0 x 12 thì vẫn bằng 0. 2 trừ đi 0, chúng mình được số dư là 2. Cô hạ chữ số 0 xuống. 20 chia cho 12 thì bằng 1. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 20 trừ đi 12 thì số dư của chúng mình sẽ bằng 8 ạ. Phép chia kết thúc tại đây. Cô viết câu kết luận 2.420 chia cho 12 thì sẽ bằng 201 và dư 8. Đến với phép tính cuối cùng, cô có 13.870 chia cho 45. Cô lấy 138 mà chia cho 45 thì được thương là bằng 3. 3 x 5 bằng 15, cô viết 5 nhớ 1. 3 x 4 bằng 12, nhớ 1 thì bằng 13. 138 mà trừ đi 135 thì số dư sẽ bằng 3. Cô hạ chữ số 7 xuống. 37 chia cho 45 thì được thương bằng 0. 0 x 45 thì vẫn bằng 0. 37 trừ đi 0 thì bằng 37. Và cô hạ chữ số 0 xuống. 370 chia cho 45 thì chúng mình nhẩm tính ra thương sẽ bằng 8. 8 x 5 bằng 40, viết 0, nhớ 4. 8 x 4 bằng 32, nhớ 4 bằng 36. 370 trừ đi 360 thì được số dư sẽ bằng 0 trừ 0 bằng 0, 7 trừ 6 bằng 1, 3 trừ 3 hết, như vậy số dư bằng 10. Cô viết câu kết luận 13.870 chia cho 45 sẽ bằng 308 dư 10. Cô và các con vừa cùng nhau thực hiện xong bài tập số 1. Bây giờ cô mời các bạn sẽ chuyển sang để làm bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97.200 lít nước. Và
vào bể bơi, hỏi trung bình mỗi phút máy đó bơm được bao nhiêu lít nước. Vậy thì muốn biết trung bình mỗi phút máy đó bơm được bao nhiêu lít nước thì chúng mình sẽ lấy tổng lượng nước, đó là 97.200 chia cho tổng thời gian ở đơn vị là phút. Được chưa? Tuy nhiên thì số đo thời gian của chúng mình đang là 1 giờ 12 phút, nên trước khi đi vào thực hiện tính trung bình mỗi phút máy đó bơm được bao nhiêu lít nước thì chúng mình cần quy đổi 1 giờ 12 phút ra đơn vị là phút. Bây giờ cô và các con cùng nhau làm. Bài 2. Đổi 1 giờ 12 phút thì sẽ bằng 1 giờ bằng 60 phút, 60 phút cộng thêm 12 phút bằng 72 phút ạ. Sau đó chúng mình cùng nhau thực hiện tính trung bình mỗi phút máy đó bơm được số lít nước là, cô lấy 97.200 chia cho thời gian là 72 phút và cô sẽ thực hiện tính ra nhé. 97.200 chia cho 72, 97 chia cho 72 thì cô được thương bằng 1, 1 nhân 72 thì vẫn bằng 72, 97 trừ đi 72, 7 trừ 2 bằng 5, 9 trừ 7 bằng 2. Cô hạ chữ số 2, 252 chia cho 72 thì được thương bằng 3, 3 nhân 2 bằng 6, viết 6, 3 nhân 7 bằng 21. Cô lấy 252 trừ đi 216, 2 không trừ được 6, cô mượn 1 chục, 12 trừ 6 thì bằng 6, viết 6 trả 1, 5 trừ 1 bằng 4, trừ đi 1 trả thì còn 3. 2 trừ 2 hết, cô hạ chữ số 0, 360 chia cho 72 thì được thương bằng 5, 5 x 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1, 5 x 7 bằng 35, nhớ 1 bằng 36, trừ đi là hết ạ. Cô hạ chữ số 0 xuống, 0 chia 72 thì được thương bằng 0, 0 x 72 vẫn bằng 0, trừ đi là hết. Vậy kết quả ở đây chúng mình thu được đó là 1.350 lít ạ. Và các con đáp số giúp cô. 1.350 lít nước. Bài tập số 2 rất là đơn giản đúng không ạ? Tiếp theo cô mời chúng mình chuyển sang làm bài tập cuối cùng, bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307 m, chiều dài hơn chiều rộng là 97 m. Phần A, tính chu vi mảnh đất đó. Phần B, tính diện tích mảnh đất đó. Như vậy để giải quyết được hai phần A và B thì chúng mình cần phải xác định xem chiều dài mảnh đất bằng bao nhiêu, chiều rộng mảnh đất bằng bao nhiêu. Đề bài cho chúng mình biết tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307 m. Điều đó có nghĩa là tổng độ dài của chiều dài và chiều rộng thì bằng 307 m. Vì chiều dài và chiều rộng chính là hai cạnh liên tiếp của mảnh đất hình chữ nhật, được chưa? Tiếp theo, chiều dài hơn chiều rộng 97 m, nên 97 m này được coi là hiệu giữa chiều dài với chiều rộng. Khi đã biết tổng chiều dài và chiều rộng, biết hiệu và chiều dài và chiều rộng, muốn tính chiều dài và chiều rộng, chúng mình đưa về dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Bây giờ chúng mình cùng nhau thực hiện bài số 3. Cô sẽ đi tính chiều dài mảnh đất cô lấy tổng là 307 cộng với hiệu là 97, để trong ngoặc tất cả chia cho 2. Cô sẽ thực hiện tính ra nháp ạ.
307 mà cộng với 97. 7 cộng 7 bằng 14, cô viết 4 nhớ 1. 0 cộng 9 thì bằng 9, nhớ 1 là bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 3 cộng 1 thì bằng 4, cô viết 4. Kết quả bằng 404. 404 cô chia cho 2. 2 chia 2 bằng 2. 2 x 2 bằng 4 trừ đi hết. Hạ 0. 0 chia 2 bằng 0. 0 x 2 bằng 0 trừ đi cũng hết. Cô hạ 4. 4 chia 2 thì bằng 2, 2 x 2 đúng bằng 4, trừ đi hết, kết quả bằng 202m. Chúng mình đi tính chiều rộng. Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật sẽ là cô lấy 202 trừ đi 97 và cô cũng thực hiện tính ra nháp. 2 không trừ được 7, cô mượn một chục. 12 trừ 7 thì bằng 5, cô viết 5 trả 1. 0 không trừ được 9, cô mượn một chục. 10 trừ 9 bằng 1, trừ đi 1 trả là hết, trả 1. 2 trừ đi 1 trả thì còn 1, kết quả bằng 105 ạ. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi tính chu vi và diện tích. Phần A, chúng mình tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật. Sẽ là, muốn tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật thì chúng mình sẽ lấy chiều dài cộng với chiều rộng được kết quả bao nhiêu nhân với 2, hay nói khác chính là lấy tổng chiều dài và chiều rộng nhân lên với 2. Mà đề bài đã cho chúng mình sẵn tổng chiều dài và chiều rộng là 307 rồi, nên chúng mình chỉ cần lấy 307 nhân với 2. Chúng mình cũng sẽ thực hiện đặt tính ra nháp. 307 nhân với 2. 2 x 7 14, viết 4 nhớ 1. 2 x 0 bằng 0, nhớ 1 bằng 1. 2 x 3 bằng 6, viết 6, kết quả bằng 614 mét ạ. Tiếp theo chúng mình chuyển sang phần D, tính diện tích mảnh đất. Cô lấy chiều dài là 202 nhân với chiều rộng là 105. Được chưa? Và cô cũng đặt tính ra nháp. 202 nhân với 105. 5 x 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 5 x 0 bằng 0, nhớ 1 bằng 1. 5 x 2 bằng 10. Chuyển sang tích riêng thứ 2 thì tích riêng thứ 2 sẽ là những các chữ số 0, nên cô sẽ bỏ qua tích riêng thứ 2, lùi vào 2 cột để viết luôn tích riêng số 3. 1 x 2 bằng 2. Cô viết 2, 1 x 0 bằng 0. 1 x 2 bằng 2, cộng vào. 0 hạ 0, 1 hạ 1. 0 cộng 2 bằng 2. 1 cộng 0 thì bằng 1. 2 hạ 2, kết quả bằng 21.210 mét vuông ạ. Và đến đây thì chúng mình đáp số. Phần A, cô có 614 mét. Phần B, cô có 21.210 mét vuông. Rất đơn giản và nhanh chóng, cô và các con đã thực hiện xong 3 bài tập của bài thương có chữ số 0. Về nhà các con sẽ xem lại cách thực hiện mà cô vừa hướng dẫn để tự mình hoàn thiện các bài tập giúp cô nhé. Còn bây giờ thì xin chào các con, hẹn gặp lại các con trong những giờ học tiếp theo. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.